về ca dao đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng trải nghiệm cùng văn bản ca dao dân ca việt nam có những bài diễn tả tình yêu quê hương đất nước con người thật bình dị mà sâu sắc đến khó ngờ bài ca dao sau đây là một trường hợp như thế đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng mình mông bát ngát đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông thân em như chẻn lúa đồng đồng phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai bài ca dao gây ấn tượng đặc biệt ngay từ những dòng thơ đầu những dòng thơ này khác dòng thơ bình thường được kéo dài tới 12 tiếng không những thế hai dòng thơ lại dùng nhiều biện pháp tu từ như là phép đối xứng đứng bên ni đồng đứng bên tây đồng mênh mông bát ngát bát ngát mênh mông điệp từ điệp ngữ rồi những từ chỉ vị trí địa điểm hồn nhiên mộc mạc đầy màu sắc địa phương tất cả gợi sự dài rộng to lớn của cánh đồng ngắm nhìn ở phía nào cũng thấy cánh đồng mênh mông vô tận người ngắm cảnh hay người đi thăm đồng hết đứng bên ni lại đứng bên tê thay đổi vị trí quan sát như muốn ôm trọn cánh đồng vào đôi mắt Cánh đồng không chỉ rộng lớn mênh mông mà còn rất đẹp, trù phú, đầy sức sống. Trên cái nền mênh mông của đồng lúa ngát xanh, cô gái được so sánh như chẻn lúa đồng đồng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Chẻn lúa đồng đồng là nhánh lúa sắp trổ bông, ngọn nắng hồng ban mai là tia nắng màu hồng tươi lúc sáng sớm. Cô gái với chẻn lúa đồng đồng và ngọn nắng hồng ban mai có sự tương đồng ở nét trẻ trung phơi phới, duyên dáng, tự nhiên và sức sống đang xuân. So với cánh đồng bao la bát ngát, cô gái quả là rất nhỏ bé mảnh mai, nhưng chính bàn tay con người nhỏ bé đó đã làm ra cánh đồng mênh mông bát ngát, bát ngát mênh mông kia. Trước cánh đồng rộng lớn, bát ngát, tác giả dân gian vẫn nhận ra cô gái đáng yêu. Những dòng thơ dài, không che lấp những dòng thơ ngắn hai dòng cuối bài có vẻ đẹp riêng trong sự kết hợp với toàn bài. Ở hai dòng đầu, mới chỉ thấy cánh đồng bao la, chưa thấy cái hồn của cảnh. Đến hai dòng cuối, hồn của cảnh đã hiện lên. Đó chính là con người, là cô thôn nữ thon thả, mảnh mai, duyên dáng và đầy sức sống. Phải chăng chính cô gái đã ký trồng, chăm bón tạo nên cánh đồng kia? hai hình ảnh cánh đồng và cô gái hợp thành một bức tranh đồng quê con người cả hai đều tươi sáng sinh động tuy nhiên bài ca dao có thể còn mang những tình ý khác tùy thuộc vào việc hiểu đó là lời ai nói ai hát người ta vẫn nói nghĩa của ca dao thường phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh nó ra đời và việc sử dụng nó trong giao tiếp chính là ở điểm này bài ca có thể là lời của cô gái nhưng buổi sáng đi thăm đồng lòng phơi phới ngắm nhìn cảnh đồng quê tràn đầy sức sống cô thấy chính cô cũng tươi trẻ tràn đầy sức sống như những chén lúa đồng đồng phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai kia phải chăng đó là một lời tự khen thầm kín và hồn nhiên nhưng bài ca cũng có thể là lời của một anh trai làng nào đó mở lời ngợi ca cánh đồng phải chăng cũng là một cách anh chàng ngợi ca cô gái mà anh thầm yêu rằng cánh đồng đã tươi đẹp đáng yêu em còn tươi đẹp đáng yêu hơn nhiều lần ẩn sau tình cảm với cánh đồng quê hương là tình cảm lứa đôi một cách bày tỏ tình cảm với người thương yêu thật kín đáo tế nhị bài ca dao chỉ với bốn dòng ngắn ngủi nhưng đã mở ra một không gian bao la của đồng quê và một thế giới cảm xúc của người dân quê vừa thiết tha vừa sâu lắng Bài ca dao cũng cho thấy, lời ăn tiếng nói vốn dân dã Một mài của mỗi miền quê, khi đã thành lời ca, điệu hát thì sẽ trở nên tha thiết ngọt ngào như thế nào. Có cái gì khiến ta bâng khuâng, sao xuyến mãi trong mấy chữ đơn sơ này, đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng.